Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, BOT giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long nằm trong tay phe nhóm lợi ích. Hôm 18 tháng 6, tại Dinh Độc Lập, Sài Gòn diễn ra hội nghị đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết 120 trên NQCP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây được xem là diễn đàn có quy mô lớn về phát triển đồng bằng sông Cửu Long, tập trung bàn về 3 vấn đề trọng tâm, đó là đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được và những khó khăn vướng mắc, xác định được các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trọng điểm trong thời gian tới, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong hành động của các cấp, các ngành, địa phương và người dân. Ghi nhận của phóng viên tại hội nghị đánh giá chung sau 2 năm thực hiện nghị quyết 120 trên NQCP thì đây là một nghị quyết về nội dung được cho là mang tính lịch sử, là bước ngoặt, song lại đặt ra nhiều câu hỏi hơn câu trả lời. Các chương trình đề án được soạn thảo thành hình đi cùng với nó là những hội nghị thảo tham vấn ý kiến, nhưng thực tế trong 2 năm qua khó có thể xác định được động tác cụ thể. Các tuyến giao thông vẫn đang là điểm nghẽn, đặc biệt là thời gian trước chỉ trong những dịp đặc biệt thì giờ đã trở thành việc thường xuyên như nút thắt cầu Rạch Miễu, phà Đình Khao. Người dân đồng bằng sông Cửu Long vừa vui mừng khi cầu Vàm Cống thông xe thì vẫn mỏi mòn chờ ngày tuyến huyết mạch Trung Lương Mỹ Thuận hoàn tất. Đồng bằng sông Cửu Long hiện là địa bàn chính sản xuất nông nghiệp của cả nước. Hàng năm miền Tây Nam Bộ không chỉ chiếm hơn 90% lượng gạo xuất khẩu mà còn chiếm sản lượng hơn 70% thủy sản, 60% trái cây của cả nước. Vùng đồng bằng sông Cửu Long được coi là điểm đảm bảo cho an ninh lương thực quốc gia, đặc biệt khi nền kinh tế gặp khó khăn thì nông nghiệp, trong đó có nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long luôn là trụ đỡ cho nền kinh tế cả nước. Toàn vùng hiện có khoảng 7 trạm thu phí, trong đó Cai Lậy và T2 đang tạm dừng vì vấp phải phản ứng quá mạnh mẽ và kiên trì của các tài xế. Theo tính toán của một chủ doanh nghiệp chuyên vận tải container phân bón và hàng hóa, nếu đi từ Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh qua 3 trạm Cai Lậy, Trung Lương, An Sương, xe trọng tải 4 đến 10 tấn phí mất 188.000 đồng, xe trọng tải 15 tấn đi qua 2 trạm ở Cái Răng, Cần Thơ, Sóc Trăng chưa đầy 120 km mất 420.000 phí đi về. Do vậy, để bảo đảm có lãi, các chủ phương tiện đều tính vào phí vận chuyển đối với khách hàng mà trực tiếp là các hộ nông dân. Nếu như trước đây một tấn hàng hóa vận chuyển từ Cần Thơ thành phố Hồ Chí Minh khoảng 220.000 đồng một tấn, nay do có các trạm BOT bức tử các tài xế, mức thu của các nhà xe là khoảng 250.000 đồng trên một tấn. Theo tính toán, quãng đường vận chuyển từ Cần Thơ, Sóc Trăng, Cần Thơ, nhà xe phải chi trả hơn 400.000 tiền lệ phí qua các trạm BOT, xấp xỉ bằng tiền mua xăng dầu. Do vậy, để bảo đảm có lời, nhà xe sẽ tìm mọi cách chạy vào con đường Nam Sông Hậu, các tuyến tỉnh lộ, hương lộ để không bị thu phí. Quãng đường này tuy có dài, có mất thêm thời gian nhưng chi phí xăng dầu chỉ mất thêm khoảng 10%. Hậu quả là các tuyến đường này đang xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn giao thông nhiều vùng quê. Rõ ràng các trạm thu phí BOT ở đồng bằng sông Cửu Long đang bộc lộ nhiều điều bất ổn. Trong giờ giải lao của hội nghị hôm 18 tháng 6 ở Dinh Độc Lập, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khách tham dự nhắc chuyện Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò và vị thế quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với nền kinh tế xã hội của cả nước. Vậy mà ở khu vực này lại nhận được sự phân bổ đầu tư thấp nhất so với các tỉnh phía Bắc. Bằng chứng là tại cuộc họp Quốc hội vừa rồi, đại biểu Thái Trường Giang, đoàn đại biểu Cà Mau phải la làng. Đại ý, hiện nay câu chuyện đường xá, hạ tầng giao thông cho đồng bằng sông Cửu Long đang là một điểm nghẽn, bóp nghẹt sự phát triển của vựa nông sản, trái cây, lương thực lớn nhất của cả nước. Các dự án giao thông mang tính liên vùng, liên tỉnh hiện nay chưa đạt yêu cầu. Tất nhiên, nguồn lực ngân khố quốc gia còn yếu, nhưng nếu cứ duy trì cách phân bổ đầu tư như hiện nay thì đồng bằng sông Cửu Long sẽ mãi tụt hậu. Chuyện nhiều đại biểu dự hội nghị đều chung kêu ca hạ tầng vừa thiếu vừa yếu, rồi giết rồi, chẳng còn ai mấy bức xúc nữa.
cứ như là nước đổ lá môn như một ví von của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc khi phát biểu tại Dinh Độc Lập hôm 18 tháng 6. Vấn đề là vì sao ông bà các chủ trạm thu phí BOT giao thông đường bộ ở đồng bằng sông Cửu Long đều đến từ các doanh nghiệp phía Bắc? Liệu đây phải chăng thuộc phe nhóm lợi ích trong liên bộ giao thông vận tải tài chính? Một số nhà báo đặt nghi vấn ở bên lề hội nghị. Đơn cử trạm thu phí T2 trên quốc lộ 91 thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ, nơi tiếp giáp với tỉnh An Giang đang tiếp tục gây nên sự bất bình của người dân lẫn chính quyền địa phương vì thu phí của cả những phương tiện đi trên tuyến đường khác. Trạm thu phí T2 đặt cách ngã ba Lộ Tẻ - Rạch Giá chừng 100m nhưng thu luôn phương tiện đi theo quốc lộ 80 về phà Vàm Cống trước đây và bây giờ là cầu Vàm Cống, gây bức xúc cho chủ phương tiện khi cho rằng chỉ dùng 100m đường mà phải chịu phí cho toàn tuyến với mức 35.000 đồng một lần đối với xe có trọng tải dưới 2 tấn, tùy tải trọng xe, mức phí trải dài từ 35.000 đến 200.000 đồng. Cuối năm 2017, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan địa phương liên quan kiểm tra đánh giá để có đề án đặt trạm BOT T2 phù hợp nhất trước khi khánh thành cầu Vàm Cống vào ngày 19 tháng 5 năm 2019. Cầu Vàm Cống chính thức thông xe và đặt trạm T2 tiếp tục bị tài xế phản ứng mãnh liệt. Đến nay, mọi việc vẫn chưa có gì thay đổi về trạm BOT bị dân phản đối lâu nay ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây chính là một trong những điểm nghẽn lớn nhất mà hội nghị đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết 120 trên NQCP của chính phủ vẫn chưa được đưa được hướng giải quyết nào. Có một thực tế là các trạm BOT ở đồng bằng sông Cửu Long và trên rất nhiều vùng miền khác nhau không cách nhau khoảng 70 km theo quy định. Thông tư 159 trên 2013 trên TT BTC, đơn cử tuyến quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Cần Thơ đến Cà Mau chỉ có chiều dài 180 km nhưng có đến 3 trạm thu phí. Trên quốc lộ 91 đoạn từ Cần Thơ đến cầu Cái Sắn giáp danh giữa tỉnh An Giang có chiều dài 45 km đã có đến 2 trạm thu phí BOT. Việc đặt trạm ở một số nơi theo kiểu đơm đó lùa cá vào một giỏ, khi lập trạm đưa ra mức phí đều không tham vấn cộng đồng, chưa kể thông tin về các nhà đầu tư cũng rất mù tịt, ít người được biết. Do vậy, ở nhiều tuyến BOT hiện nay, lái xe và người sử dụng đều tìm cách bất hợp tác và kiên trì kiến nghị lên nhiều cấp, nhiều ngành. Tôi nghĩ ở đây lỗi lớn nhất thuộc về chuyện điều hành của Thủ tướng trong chính nội các chính phủ. Điều 39 và Điều 40 Nghị định 63 trên 2018 của Chính phủ quy định nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án BOT sẽ ký kết hợp đồng với cơ quan có thẩm quyền để làm dự án. Theo Luật Đầu tư 2014 và khoản 3 Điều 16 Nghị định 63 trên 2018 của Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương và ký kết hợp đồng đối với các dự án BOT. Xây dựng hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Như vậy, doanh nghiệp khai thác trạm thu phí BOT chỉ được đặt trạm thu phí quyết định giá thu theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải tại hợp đồng dự án. Do đó, các chủ phương tiện tham gia giao thông bị thiệt hại có thể khởi kiện quyết định về việc xác định vị trí đặt trạm, mức thu phí của Bộ trưởng Giao thông Vận tải bằng vụ án hành chính. Trước khi kiện, họ có thể khiếu nại với Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mức phí, vị trí đặt trạm. Một chủ doanh nghiệp ngành Logistics vốn từng là luật sư cho biết như vậy ở bên lề hội nghị đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết 120 trên NQCP. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy bấm vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.